Xin chào, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật đặc biệt trong Tam Quốc. Người ta nói rằng nếu kinh doanh mà chưa đọc về ông thì tốt nhất là đừng kinh doanh. Ông chính là Lưu Bị. Tại sao con người Lưu Bị lại đặc biệt đến mức nhất định phải biết và học hỏi như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Lưu Bị còn có tên là Lưu Huyền Đức. Ông sinh năm 161 ở vùng đất nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tính ra thì Lưu Bị cũng là dòng dõi hoàng tộc. Tuy nhiên, ông không phải kiểu người sinh ra đã ở vạch đích chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý, mà mối quan hệ của ông với hoàng tộc đã rất xa. Đến đời ông nội thì còn được cái chức quan huyện, chứ đến đời ông thì chỉ còn là một thường dân bần nông chính hiệu, nhà không có gì ngoài chữ nghèo. Nhà đã nghèo, bố lại còn mất sớm, nên từ nhỏ Lưu Bị đã phải cùng mẹ bươn chải. Công việc chủ yếu của hai mẹ con là bện giày và chiếu bằng cỏ rồi đem bán. Nhờ nghèo mà Lưu Bị khá chịu khó, nhưng cái chịu khó của ông là chịu khó nuôi chó nuôi ngựa, chịu khó ăn diện và kết giao bằng hữu, chứ nói chuyện đọc sách thì thôi bỏ mẹ đi, ông ghét đọc sách như chó ghét mắm tôm vậy. Bằng chứng là dù đã nghèo nhưng mẹ cũng cố gắng gom tiền gửi ông đi học, lại còn gặp được thầy giỏi trong vùng. Nhưng Lưu Bị thì học cực kỳ lười, chữ nghĩa chui từ tay này qua tay kia, không động lại chữ nào. Nhưng kể ra thì bản chất Lưu Bị cũng là người thông minh, lại được cái giỏi ngoại giao, nên dù không học giỏi và nhà rất nghèo, nhưng sau này ông vẫn làm được việc lớn và tranh giành được 1/3 thiên hạ. Có thể nói sự nghiệp tranh hùng của Lưu Bị cũng đến từ cái mồm. Cụ thể từ khi còn nhỏ, với tài ăn nói chẳng thua gì Hitler, lại vẫn có tiếng là dòng dõi hoàng tộc mà Lưu Bị đã kết giao được với không ít người, có những người rất giàu có và uy tín. Trong đó phải kể đến hai người anh em ruột thịt cũng rất nổi tiếng sau này là Quan Vũ và Trương Phi. Thêm hai người nữa là hai thương gia buôn ngựa giàu có. Chính hai ông Shark này đã bơm tiền cho Lưu Bị xây dựng quân đội và có chi phí duy trì hoạt động sau này. Cụ thể, khi nhà Hán bắt đầu suy yếu thì cuộc sống cũng trở nên loạn lạc. Thấy trong vùng nổi lên bọn trộm cướp bắt nạt người dân hiền lành, Lưu Bị đã tập hợp những người ông kết giao, lập ra một đội quân nhỏ để trấn áp cướp, bảo vệ dân làng. Tuy nhiên, ông được rất nhiều người ủng hộ và đi theo. Nhờ đội quân này mà Lưu Bị bắt đầu dấn thân vào chính trường. Năm 184, tức là khi Lưu Bị 23 tuổi, có một nhóm quân Khăn Vàng nổi loạn, triều đình ra sức kêu gọi người dân giúp đỡ để trấn áp bọn nổi loạn đó. Lưu Bị thấy thời cơ đã đến, ông mang quân hợp với quân triều đình đánh bại quân nổi loạn ở huyện của mình. Nhờ vậy, ông được phong một chức quan huyện sau khi chiến dịch thành công. Tuy nhiên, vừa ngồi chưa âm ghế thì triều đình cử người về huyện làm việc. Rất đen sao cái tên quan triều đình này lại rất hách dịch. Lưu Bị ngứa mắt, đem người chói hắn tẩn cho một trận, sau đó thì cùng thuộc hạ của mình bỏ trốn. Thời gian sau, Lưu Bị lập được công bắt cướp, triều đình tha tội và phong làm quan trở lại. Nhưng cũng chẳng bao lâu, ông lại mất ghế vì bọn cướp kia kéo đến trả thù. Ông chống trả không nổi thì lại cùng anh em bỏ chạy lần hai. Có thể nói, sự nghiệp làm quan của Lưu Bị khá gian nan. Cứ ngồi được thời gian ngắn thì lại mất ghế. Về sau cũng y hệt như vậy, Lưu Bị chạy đến nương nhờ hết người này đến người khác. Nào là Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Lã Bố, Viên Thiệu, Lưu Biểu. Dưới trướng của mỗi người, ông đều mang quân đi đánh và lập được nhiều công lớn. Ngày càng được tin tưởng quý trọng và phong chức to hơn, quân đội dưới quyền cũng ngày càng mạnh hơn. Nhưng dù ở với ai cũng không được lâu. Một phần vì ông thông minh và tài giỏi, sau này sẽ là mối nguy nên họ tìm cách tiêu diệt. Một phần khác thì vì đen gặp phải những người hay trở mặt. Suy cho cùng thì Lưu Bị ở với người này được một thời gian thì lại xảy ra chuyện, lại phải chạy sang nương nhờ người khác. Mãi cho đến khi gặp được Gia Cát Lượng, Lưu Bị mới đứng trên đôi chân của mình. Nói về việc gặp giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị thì đây cũng là một câu chuyện hết sức thú vị. Chúng ta đã được nghe Lưu Bị là một người khéo léo, rất giỏi thu phục nhân tài về làm việc cho mình. Và với Gia Cát Lượng thì chúng ta càng thấy rõ điều đó hơn. Có thể các bạn không để ý, vào năm 207, khi Lưu Bị đã 46 tuổi, Gia Cát Lượng mới có 26 tuổi thôi. Là một người có quyền lực và uy tín, đến Tào Tháo cũng phải nể, trong tay có hàng vạn quân, từng xông pha hàng trăm trận chiến. Vậy mà Lưu Bị vẫn hạ mình 3 lần đến mái nhà tranh của Gia Cát Lượng để cầu lượng ra phỏ tá. Vâng, hạ mình trước một thanh niên 26 tuổi chưa từng trải qua trận đánh nào. Qua đây có thể thấy Lưu Bị vừa biết tự lượng sức mình, không bảo thủ cho mình là già hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, giỏi hơn. Thứ hai, Lưu Bị không phân biệt cao sang thấp hèn, miễn là nhân tài thì sẽ luôn tôn trọng.
Khi nhận lời phò tá Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã hiến cho ông sách lược Long Trung Đối Sách. Đó là kim chỉ nam cho sự nghiệp quân sự của Lưu Bị đến cuối đời. Nhưng rất tiếc, việc thực hiện Long Trung Đối Sách có nhiều khó khăn. Trong đó có một sự kiện nổi bật nhất là vào năm 220, Đông Ngô đã chiếm được Kinh Châu và giết chết Quan Vũ. Cũng thời điểm này, hoàng đế của nhà Hán bị sát hại, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế để tiếp tục kế nghiệp nhà Hán và từ đó nhà Thục Hán ra đời. Vì không thể chiếm lại Kinh Châu nên những kế hoạch trong Long Trung Đối Sách mà Gia Cát Lượng đề ra, bản thân ông suốt đời theo đuổi không thể nào thực hiện được nữa. Việc đánh Tào Ngụy, khôi phục Trung Nguyên cũng khó mà còn cơ hội. Vì lo buồn điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Lưu Bị. Năm 223, Lưu Bị qua đời, hưởng thọ 63 tuổi. Ông được truy tôn là Chiêu Liệt Hoàng đế. Trong tiểu thuyết Tam Quốc cho rằng Lưu Bị chỉ có tài trong việc dùng người, còn bất tài trong việc dùng quân. Thì thực ra, theo chính sử, điều đó là không đúng. Bản thân Lưu Bị khi mới bắt đầu sự nghiệp, chủ yếu là tự cầm quân và có được nhiều chiến công lớn. Ông cũng không phải người mềm yếu. Như vụ đánh quan triều đình, trong tiểu thuyết Tam Quốc có viết đó là do Trương Phi nóng tính bốc đồng nên mới đánh người như vậy. Nhưng chính sử chép rằng Lưu Bị mới là chủ mưu của vụ việc. Như vậy có thể xem Lưu Bị là người văn võ song toàn. Đặc biệt, ông có tài hùng biện và thu phục lòng người. Mà những người có tài này thường làm nên việc lớn. Hitler cũng như vậy. Các bạn nghĩ sao? Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.